Hello tất cả anh em, và hôm nay mình sẽ khắc phục một cái vấn đề. Các bạn xài điện thoại có khi nào các bạn gặp trường hợp mà bấm vào cái app mà chờ một giây sau nó mới bung lên không, nó mới mở ra không? Ví dụ như bấm vào game hay cái gì đó mà một giây sau nó mới mở ra, thì đó là cái độ trễ cảm ứng, và nó sẽ không có mượt mà giống như là iPhone. Cái độ phản hồi của nó chậm, một phần là do khi điện thoại các bạn mới mua về thì các bạn xài mới thì nó sẽ mượt, nhưng mà xài một thời gian lâu các bạn cài nhiều app, nhiều game thì bắt đầu nó sẽ xuất hiện cái tình trạng mà trễ, lắc và đơ cảm ứng. Nó không còn mượt mà giống như lúc chúng ta mới mua cái điện thoại mới về. Thì đó là cái tình trạng mà điện thoại nào xài một thời gian cũng sẽ bị cái tình trạng này. Đó là độ trễ cảm ứng. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách khắc phục nó như thế nào. Rồi đầu tiên thì anh em sẽ tải một cái file về và mình sẽ hướng dẫn bằng Jaiver. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ giải nén cái file này ra và chúng ta sẽ giải nén nó ha. Các bạn bấm vào đây và các bạn sẽ bấm dưới đây. Nó có sẽ, như các bạn sử dụng tiếng Việt nó sẽ có chữ giải nén ha. Chọt vào nó là sẽ xuất hiện ra cái dòng này à. Chúng ta phải giải nén. Bật ra được cái thế này thì các bạn sẽ bấm vào đây. Nó sẽ được hai file như thế này và chúng ta sẽ copy cái file trên này ha. Chúng ta sẽ nhấn vào chữ copy. Copy. Chúng ta sẽ copy. Và chúng ta sẽ bấm trên này. Và chúng ta sẽ bấm vào device store, có nghĩa là bộ nhớ thiết bị. Bấm vào đây. Và các bạn sẽ bấm vào cái chữ Android. Cái này nó có chữ Android trên đây. Các bạn sẽ bấm vào Android. Và các bạn sẽ dán vào đây. Paste. Bấm vào đây. Vào tới đây dán thôi nha. Đừng đi đâu nữa chứ. Hãy nhớ vào tới đây để dán thôi. Ok. Dán vào xong. Chúng ta sẽ trở về cái phần. Ok. Chúng ta sẽ tới cái file thứ hai. Nhưng mà trước khi cài file thứ hai thì chúng ta sẽ thoát ra ngoài. Chúng ta sẽ vào CH Play. Google Play. Chúng ta sẽ đi tìm cái mục như thế này. Các bạn search như thế này. Đây. Set Edit Setting Database Editor. Này, cái này, các bạn tải cái này luôn về cho mình nha. Insta. Chúng ta sẽ bắt đầu bấm Open thì nó ok, nó hiện ra ok như thế này, các bạn bấm ok. Nó hiện thông báo như thế này, chúng ta bấm bỏ qua. Có những trường hợp mà các bạn bấm Open thì nó sẽ tắt máy khởi động lại, không sao hết. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với Jaiver. Chúng ta sẽ bấm vào đây. Chúng ta sẽ tiếp tục bấm vào đây. Open. Rồi, sau khi các bạn bấm Open thì nó sẽ ra như thế này. Rồi, các bạn sẽ copy từng dòng thay mình nha. Mình sẽ copy. Các bạn hãy copy tới, đừng có lấy dấu bằng nha. Copy tới tới đây thôi, tới cái chữ thôi nha. Đừng có lấy cái dấu bằng với số 0. Và chúng ta sẽ copy. Ok, chúng ta sẽ mở cái này lên. Chúng ta sẽ mở cái app hồi nãy chúng ta mới tải về. Bấm vào đây. Chúng ta Add New Setting. Và chúng ta sẽ dán vào đây. Paste. Ok. Chúng ta sẽ bấm lưu. Và nó sẽ hiện cái giá trị. Thì chúng ta sẽ đánh qua đây Number 0, nghĩa là số 0. Chúng ta sẽ Number 0. Ok. Low setting. Tương tự các bạn làm với tất cả các dòng còn lại. Copy qua đây. Add new setting. Có giá trị này 225, có nghĩa là 255. Chúng ta sẽ bắt đầu qua đây 255 lưu. Tiếp tục làm như những cái khác. Làm xong thì chúng ta sẽ bắt đầu tắt máy khởi động lại. Rip preset. Ok, khởi động xong. Ok, khởi động xong thì bây giờ các bạn sẽ trải nghiệm nó sẽ khác đấy. Những cái các bạn sẽ bấm vào là nó phản hồi ngay lập tức.